Rồi video này chào mấy bác nha. Hôm trước có lên sóng con Hinomoto á. Thì đây một con Hinomoto bên em đã dọn dẹp xong. Hinomoto E2004. Cực đẹp nha, size cầu. Con này gần như mới nhất trong từng đó con mà về đây nếu như Hino nha. Từng đó con là con này gần như đẹp nhất. Cái kiếm nó mà còn cái tem luôn kìa. E2004. Cực đẹp nha mấy bác nha. Rồi bây giờ em sẽ mở ra cho mấy bác coi về tình trạng động cơ. Cực kỳ mới nha mấy bác nha. Con máy rất là đẹp. Đây. Đấy, đây. Cực kỳ đẹp nha. E2004. Hinomoto. Rất là mới nha mấy bác nha. Nó mới tinh luôn. Gầm cầu. Rất là đẹp. Con Hino. Hinomoto. Két nước két đồ còn đẹp luôn nha. Đấy. E2004. Lúc trước nứt rồi nghe bà con nha. Lúc trước này về chạy một thời gian là cũng phải thay thôi đó. Chứ nó không. Lúc trước là 6-14. Đấy, nứt khá nặng. Lúc sau cũng nứt rồi, nhưng mà còn chạy được thời gian nữa nha. Đấy. Chụp về cũng phải sơ mi lại á. Lốp cũng xuống cấp lắm rồi. 9.522. Con này lốp xấu nhưng mà được dàn máy rất là đỉnh nha. Do phơi bãi lâu thì mấy bác biết rồi. Hinomoto. Đùi sau sạch sẽ khô ráo nha. Rất là đẹp nha mấy bác nha. Hai không không bốn.
về được 2 ngày nữa. Chuẩn bị xe về rất là nhiều, tha hồ mới bác lựa chọn. Thì giờ đã về được mấy con rồi đấy. Con này chạy hơn 1000 giờ. Rồi. Nổ lên cho bà con nghe nha. Con này thì cực kỳ đỉnh rồi, số. Đấy, những cái cần số của nó đây, tầng nhanh chậm và những cái này là cần nhanh chậm. Còn có cái này hình như gài cầu trước cầu sau này. Còn đây là số 123R. Ben. Con này có ben nghiêng luôn nha. Có ben nghiêng luôn. Rồi để em khởi nó lên. Máy rất là êm nha. Dây cua loa nó mòn nên nó kêu kít kít đấy. Đi nông motor nha, rất là đẹp. Cực kỳ đẹp nha. Rồi, để tắt máy. Đây, tắt. Cực đỉnh nha mấy bác nha. Con Hino một tô. Cực đẹp luôn nha mấy bác nha. Rồi, bên em đang bán con này với giá là 46 triệu nha. Được thì mấy bác alo em bán nhá. Một con Hinomoto E2004. Rồi, một lần nữa cảm ơn mấy bác đã đón coi video em. Cố gắng đăng ký để nhận những video mới nhất về các loại máy móc nông nghiệp nha mấy bác nhá. Rồi, một lần nữa cảm ơn. Em nhắc lại, con này bên em là giá 46 củ. Được là chốt. Rồi, cảm ơn mấy bác đã đón coi video em.